Tâm Anh, không được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe chưa? Dạ. Chị đã nói rồi mà. Tâm Anh, không có được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe không? Dạ, em biết rồi. Sao trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái của con á. Em gái hả? Dạ. À, vậy là hai chị em ở trong nhà này hả? Dạ. Đúng rồi, ba cho nó vô làm giúp việc nhà mình đó, rồi tiện cho để trong phòng quần áo luôn. Dạ. Cái con này. Ủa? À, hả con gà, cái con đi giết nó. Ừ, con gái nó giết gì mệt quá. Ôi, con tên gì? Con tên Tâm. Tâm gì? Tâm Tâm. Em chơi game mùi tanh đúng rồi. Dạ không phải đâu, em gái con tên là Tâm Anh. Đồ tanh tanh tâm hèn chi mùi tanh đúng rồi. Chị con nhỏ này, trời ơi, mày bắt cái gì mày cười hoài vậy? Đừng đánh con đau nó. Nó hỗn láo kìa. Để con dạy nó. Ôi người ơi, nó lấy xe ông ngoại đánh con nè. Dạ, trời ơi, trời ơi. Không dễ đâu. Mày không chịu hả? Mày hoặc là được. Mày đánh con mà đau nó. Con chứ cái cháu gì chắc. Ông cho con miếng sườn á. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Mày đặt. Ngon không con? Dạ ngon, anh cảm ơn. Ăn nhiều vô. Ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con. Đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Ờ, đồng ý. Dạ. Con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa ông. Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi, rồi sáng mai về luôn ha. Dạ. Con cảm ơn ông. Ngon không? Ăn thoải mái đi con. Nè, sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Mình chỉ ăn có hai miếng thôi. Hai miếng gì mà hai miếng?
Có 9 miếng mà mày ăn hết 2 miếng thì còn gì đâu tao ăn. Vẫn còn có 7 miếng mà. Một mình tao ăn 30 miếng còn chưa đủ nữa. Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn không? À, thứ tao thích nhất trên đời này là thịt sườn, mày có biết không? À, đau mà. Mình xin lỗi. Mày xin lỗi hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? Ok, vậy bây giờ tao lấy bất cứ thứ gì của mày á, sau đó tao nói xin lỗi là được đúng không? À, đưa cho tao. Đưa đây. Đưa đây á. Không ạ. Không được, cái đó là của chú Thương Liên, đưa cho mày. Không, mày buông ra chưa? Cái này là của chú Thương Liên. Mày buông ra chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Thương Liên cho mình mà. Bực không? Mày có biết tao là cái gì trong nhà này không? Tao là má thiên hạ trong nhà này đó. Nhìn tao gì? Móc mắt bây giờ. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em bị sao vậy hả? Chị em mình ở đây tới sáng mai thôi. Ngày mai chị em mình không có ở đây nữa đâu. Nữa. Ok không? Được đó. Ok. Muốn ăn pizza không? Mời đi con. Mới bị lớn mà đánh đá dễ sợ à. Tâm Anh nè, mấy hôm nay chị lu bu quá cho nên chưa có đi hỏi trường cho em. Chị xin lỗi nha, em đừng có buồn. Để chị đi hỏi trường cho em nha. Trường hả chị? Em không thích trường cho lắm. Chị ăn hồng mai cho đâu. Chị ơi, chị này đẹp quá à. Em cảm giác như muốn bay lên đi. Bay lên đi. À, chị ơi nhìn kìa. Hey, Tâm Anh. Chị té đó. Chị ơi, em cao hơn chị lắm nè. Thôi được rồi, xuống đi. Chị ơi, em thích trường rồi đó. Rồi bây giờ muốn đi học rồi đúng không? Dạ. Chị, làm chi kìa? Nam Chi. Chào bạn Nam Chi. Gì? Mày dám nhái hiệu tao hả? Mày có tin tao đá mày không? Hai người sao tới đây? À, chị tới xin học cho Tâm Anh. Mà em đang làm gì vậy? Bộ ăn dụng nên bị phạt hả? Người cười gì? Ai cho hai người cười? Hai người có tin là tôi đá mà có hai người dính vô tường luôn không? Chị thích thì chị cười đó, rồi sao? Nam Chi. Dạ, đây là em gái của em. Em muốn đăng ký cho em đi học mỗi ngày luôn được không cô? Sao gấp vậy em? Hôm nay em có đem theo giấy chuyển trường không? Cô ơi, mai mốt cô sẽ là cô giáo của con hả cô? Không phải đâu con. À, vậy em có nhận được giấy thông báo chuyển trường chưa? Dạ. Giấy đó lấy ở đâu vậy cô? Em không có biết giấy đó. Em phải có giấy thông báo chuyển trường và hồ sơ chuyển trường thì mới làm thủ tục nhập học được. À, mà cô ơi, tụi em ở dưới quê lên á, không có giấy đó thì có nhập học được không cô? Hả? Cô ơi, con hứa con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà cô. À, thiệt hả chị? Vui lắm. Chị nộp đơn nhập học cho em rồi nè. Yeah.
gì mà hai đứa con vui quá vậy? Cô, dạ con mới làm đơn nhập học cho Tâm Anh đó cô. Rồi, vậy thì tốt quá. Dạ, con cảm ơn cô. Anh Chi ơi. Dạ. Công chúa của ba đang làm gì đó? Công chúa của ba đang soạn tập. Bởi vậy ba mới mua cái cặp mới cho công chúa nè. Cặp đẹp quá à, rất hợp với dáng của con. Con có thể xài xen kẽ giữa cặp mới với cặp cũ luôn. Thôi cái này cũ rồi, bỏ đi. Đâu có đâu, ba thấy cái này còn mới lắm mà. Con cứ xài xen kẽ đi, bỏ uổng lắm. Thôi con không xài đâu. Nè con coi nè, thấy không, cái này còn mới là đâu có cũ đâu. Ôi dạ. Cũ ba xài không dạ. Ba đem đi khoe với mẹ mới được, tránh ra con có đồ đáng ghét. Mẹ ơi, ba mua cặp mới cho con nè. Chú ơi. Mũi chú chảy máu rồi kìa. Không sao đâu. Cái cặp này á, thay vì bỏ đi, chú cho con xin được không chú? Con cứ lấy đi. Dạ, con cảm ơn chú. Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Dạ. Chị có cái này cho em nè. Wow, đẹp quá chị ơi, em thích lắm luôn á. Ủa, mà chị ơi, ba giờ em đi học vậy? Thứ hai tuần sau là Tâm Anh đi học luôn đó. Yeah, em phải nhét bàn cặp mới được. À khoan, nhét gì bây giờ? Chị ơi, có mỗi cây bút à? Hay là mình xé lịch ra làm tập được không chị? Được, nhưng mà không cần phải vậy đâu. Chắc chị phải mua thêm tập, sách với lại quần áo cho Tâm Anh nữa nè. Nhưng mà chị đâu có tiền đâu. Mà thôi, em cũng không có thích đi học cho lắm đâu. Em chỉ muốn ở nhà chơi với chị thôi à. Giống như cô đã hứa, cô cho chị em mình này dây nè, chiếc nữa nè, tập sách nè, quần áo nè. Vậy là Tâm Anh đủ hết rồi nha. Yeah, vậy là em bắt đầu đi học được rồi. Thay đồ nhanh nhanh đi, để kịp đi học. Ôi em bố ơi, em bố ơi, bố ơi, bố ơi. Kìa, anh chị, Tâm Anh, buông ra đi. Nè, con có tập mới rồi, cô để cho bạn cái tập đó đi. Nè. Thôi được rồi, Tâm Anh, con mua đi. Để con. Nè, con nghe ba nói nè. Ba mua cho con cái cặp mới rồi. Cái cặp này con không xài thì con cho Tâm Anh xài đi. Con không xài á thì con bỏ thùng rác, chứ con không bao giờ cho đồ vô bẩn đâu. Nè. Con bé này thiệt tình. Hai chị em đừng có buồn nha. Để chú cho con cặp khác nha.